ngày xưa ấy đã qua còn đâu, cùng mây trôi rất xa bao mơ ước. Yêu dấu hôm nào có nhau từng ngày, mà giờ đây vây quanh em nỗi cô đơn. Người ra đi như quên hết muôn lời ca, người mang theo những khao khát một cuộc sống. Mất hết tin yêu, phút giây ngọt ngào mờ phai trong đêm vắng em còn đây. Thoáng giây nhẹ hạt mưa làm đôi vai em bất lạnh, giọt nước mắt như giọt mưa sâu không còn chiêm bao về anh nơi xa rất xa. Nhưng lòng em còn nhớ mãi, muốn quên ngày hôm qua làm con tim em héo khô. Lời anh nói khi biệt ly, chỉ mong rằng mai đây còn vương hương thơm tình cũ. Có chăng mình đã sớm êm đềm.
lại như vậy? Sao tôi lại như thế này? Nguyệt, sao thế em? Anh, tại sao lại như thế này? Anh thương em mà. Không, em còn có gia đình, em còn chồng, còn con em nữa. Nghe anh này. Nguyệt, anh cũng là cha có vợ rồi. Cái quan trọng là chúng mình yêu nhau, chúng mình thương nhau, chúng mình tin tưởng nhau mà. Nguyệt, không được. Nguyệt, không thể Nguyệt, thế bình này tĩnh được. Lại đi. Nguyệt, nghe anh, bình tĩnh lại đi. Quan trọng là chúng mình thương nhau. Nào, ngoan nào, bình tĩnh lại đi Nguyệt. Kìa, bố về kìa, bố về, bố về bố kìa. Đây, bố đây. À, bố ơi. Bố bé con nào? Con yêu của bố. Ồ, bố bé nào? Ồ, bố thương. Ồ, sao cứ khóc suốt thế? Nó gắt ngủ đấy anh ạ. Nào, thôi được rồi, mẹ em bé con ngủ đi nhá. Nào, ôi mẹ thương nào. Mẹ thương, mẹ thương. Anh ngồi nghỉ đi. Ồ, mẹ thương cô tí nào. Cái cỏ, cái vạc, cái đông, ba con cùng mèo vần. Em à, công việc buôn bán dạo này có vất vả lắm không? Cái cảnh buôn đầu chợ, bán cuối chợ thì anh còn lạ gì? Nhì nhằng thế mà lại thoải mái, thu nhập lại khá hơn lương của nhà máy. Lương ở nhà máy thấp, nhưng ổn định, sau này lại có chế độ nữa. Thì em cũng có muốn như thế đâu. Nhưng mà dạo này các nhà máy thiếu việc, hàng trăm hàng nghìn công nhân phải về, chứ có phải riêng một mình em đâu. Mà anh này, có mấy đứa bạn rủ em ra ga đón tàu từ trong Nam ra mua hàng. Mình đón và bán ngay tại chỗ, đỡ vất vả mà thu nhập lại khá hơn. Thế con em định bỏ cho ai? Em tính là sẽ cho con đi nhà trẻ. Sáng em đưa con đi, rồi chiều lúc nào về thì em đón. Sau đó em sẽ lo cơm nước cho cả nhà. Lên ga đón hàng, mình phải phụ thuộc vào giờ tàu chạy. Làm sao mà chủ động thời gian được? Thì bí quá, em về quê đón gì lên? Bây giờ con cái gì đã ở riêng hết cả rồi. Dì ở có mỗi một mình. Dì lên đây đỡ vất vả mà em không phải lo cho cô tí nữa. Anh thì anh ngại cảnh chen lấn ở bến tàu bến xe lắm. Em nghĩ cách khác đi. Bây giờ biết như thế nào anh? Lương của anh và em cũng chỉ đủ chi tiêu, trả tiền điện, tiền nước. Rồi khi trong nhà có công này, việc kia, lại phải chạy vạy vay chỗ này, đập chỗ khác. Rồi còn đám dỗ, chạp, đám hiếu, đám hỉ. Anh cứ để em làm thử một thời gian xem sao đã. Tùy em. Nhưng làm gì em cũng phải cẩn trọng đấy. Đừng có dây dưa với pháp luật. Thế nhá, anh đồng ý cho em rồi nhá. Cậu làm sao thế này? Cậu ốm à? Dạ, con không sao đâu ạ. Chắc là đêm qua con mất ngủ. Mà
Không hiểu sao dạo này con cứ ngủ được một lúc rồi lại mơ màng lung tung, tỉnh dậy rồi không ngủ lại được nữa. Các cụ bảo là đàn ông là nhà, đàn bà là bếp. Mà ở trong cái nhà này, cậu từ nhà đến bếp đều lo toan. Không những thế, cậu còn lái xe, chạy ngược chạy xuôi, suốt ngày thần kinh căng thẳng, làm sao mà chả ốm. À, để tôi lấy thuốc cho cậu uống nhá. Dạ thôi, không cần đâu gì ạ. Con không sao đâu. Cũng chẳng có gì căng thẳng đâu ạ. Mà gì này, không hiểu sao con toàn mơ cảnh quê nhà và thấy bố mẹ con hiện về. Nằm mơ thấy ông bà ấy à? Không biết nhà này có chuyện gì không ổn mà ông bà ấy hiện về đây mà. Thôi gì ạ, con vào trong chuẩn bị quần áo đây. Đợt này con phải đi khoảng 5-7 ngày. Dì ở nhà trông nom nhà cửa, chăm sóc cu giúp con nhé. Vâng, vâng. Alo, Phất à? Chuẩn bị đón Nguyệt và Thơ. Mình đi chuyến hàng nữa. Bình thường thôi, như mọi khi, nhá. Alo. Tôi Tào đây. Tôi đợi máy ông suốt từ sáng đến giờ, sao lâu thế? Có hàng chưa? Có rồi hả? 3 ngày nữa tôi sẽ lấy hàng nhé. Số lượng vẫn như mọi khi. Khổ quá. Làm ăn lớn mà ông cứ kỳ kèo từng tí một. Thôi được rồi, đội giá lên tôi với ông cơ đôi nhé. Ok, cứ thế. Địa điểm như cũ nhé. Ngân. Đại ca của em ạ. Thưa đại ca. Giải tán cái xin đi. Đại ca gọi em ạ. Mày đi đâu mà tao gọi mãi không được thế hả? Em đi mua cháo. Cái Thơ nó bị ốm. Gớm. Bây giờ mày lại còn làm cả Vũ Anh nữa cơ. Thế công việc thế nào rồi? Xong hết rồi đại ca. Sau chuyến này tao với mày thì không nói làm gì, nhưng con Nguyệt và con Thơ sẽ có một khoản kha khá. Theo nhận định của tao, chúng nó sẽ bỏ tao với mày để đi tìm một mối làm ăn khác. Hoặc là bỏ về quê với chồng. Làm gì có chuyện đấy hả đại ca? Để yên tao nói. Lần này khác. Tao nhận định là không có sai. Từ khi ở nhà con Nguyệt ra, chúng nó cứ thì thầm to nhỏ với nhau. Cứ hễ lần nào bắt gặp tao nhìn là mặt con Thơ cắt không còn hột máu. Còn con Nguyệt già dơ hơn, diễn kịch giỏi hơn, cho nên là mặt cứ như là không có chuyện gì xảy ra. Anh định thế nào? Xin anh đừng mạnh tay với họ. Lần này khác, phải giữ chân hai con này lại. Vâng, nên như thế. Nhưng bằng cách nào hả anh? Khác có cách. Nhẹ nhàng hơn. Tao cũng thấy thương hai đứa. Cả hai đứa đều không phải là con buôn chính hiệu. Riêng con Nguyệt lại là người quen thân của bà Viên. Chúng nó cũng như mày. Vì hoàn cảnh khó khăn mà phải bỏ chồng bỏ con đi theo anh em mình buôn bán. Mày thấy đấy, hai đứa đâu có biết buôn bán gì, ngơ ngẩn như chó nghe kèn. Thậm chí bọn ta mua bán bao nhiêu, nói thế nào thì nó cũng chỉ biết thế. Vâng, bản tính họ vốn thật thà, chỉ được cái là huy động vốn cho mình nhanh thôi. Bởi thế,
tao mới chọn một cách giữ chân họ êm thấm. Cách nào hả đại ca? Tạm thời tước toàn bộ số vốn của nó. Tước hết của họ? Như thế thì có nghĩa khác gì giết họ à? Chú mày cũng ngớ ngẩn lắm. Số tiền ấy chú mày cứ ghi chép lại cẩn thận, sau trả lại đầy đủ cho họ cơ mà. Như thế là thế nào à? Mày đi lấy tiền về đây, cất kỹ đi. Ngày mai lựa lúc thuận lợi, báo cho chúng nó biết công an đã tóm gọn toàn bộ số hàng. Thế thì họ lăn đùng cho chết mất. Không đâu. Bước tiếp theo tao sẽ lo đâu vào đấy, và rồi lại vẫn làm ăn bình thường. Mà này, cái vụ tao nói chuyện với mày ở nhà con Nguyệt, mày thấy thế nào? Em đã nói với đại ca rồi, nhất định việc đó em không làm. Mày không làm thì thôi, nhưng vụ hai con kia nhất định mày phải làm. Em thương họ quá. Anh Tào, hay... Thôi, đừng lằng nhằng nữa, đi đi. Vâng. Thơ có đỡ không em? Anh cũng đỡ sốt rồi ạ, nhưng mà chẳng chịu ăn uống cái gì. Đây, anh mua cháo đây rồi, em vào đổ vào bát cho cô ấy ăn. Vâng. Nguyệt ơi. Dạ. Em ở nhà chăm em Thơ nhá. Anh chạy ra ngoài mua mấy viên thuốc. Vâng, anh cứ đi đi. Vào. Thưa đại ca, đã đến giờ hẹn rồi ạ. Ừ. Xin chào. Chào ông anh. Ông anh đến sớm thế. Hàng đâu? Có ngay. Tiền đại ca. Hàng tốt đấy. Thiếu hàng thưa đại ca. Tại sao lại thiếu hàng? Dạo này hàng nó khan, cho nên nó lên giá. Nếu anh muốn đủ cái số hàng thì thêm tiền. Được lắm. Ông chơi được đấy. Chơi được lắm. Đi. Nhất trí như thế ạ.
Anh Tào, có chuyện như thế thật ư? Đúng, công an bắt ở trạm Sóc Sơn, bao nhiêu hàng dưới đống khói bị khui lên hết. Chuyến này coi như bỏ, may mà thằng Phớt nó chạy thoát thân được. Ôi trời ơi, thật rồi. Anh Phớt, có đúng như thế không? Đúng như thế. Bé mồm thôi, muốn bị bắt cả đám à? Đã chơi thì chấp nhận năm ăn năm thua, chuyến này coi như bỏ. Ôi giời, thua keo này ta bày keo khác. Keo nào nữa? Hết dành tiền rồi còn gì. Thế là mọi người tính khăn gói quả mướp về quê, chứ không làm một keo nữa để gỡ chứ gì hả? Còn thơ dại về để chết đói à? Trời ơi, sao tôi khổ thế này. Ê, kìa em, bình tĩnh đi. Như vậy là chúng ta chơi tiếp, đúng không nhỉ? Em xin anh nghĩ cách nào giúp chúng em gỡ lại đi anh. Thì yên tâm, anh đã có cách, nhưng phải tính kỹ đã. Em xin anh nghĩ đi. Em, nếu quả thật còn có cách thì anh nói ra đi xem nào. Thôi được rồi, chúng ta sẽ đánh một quả thật lớn, vừa gỡ được quả vừa rồi. Vâng. Vừa lãi to. Vâng vâng. Cái quan trọng là mọi người có dám chơi hay không thôi. Sao lại không? Nhưng mà hàng gì mà lại lãi nhiều thế? Anh nói đi. Nói đi anh, kiểu gì bọn em cũng chơi. Nếu mọi người tin vào Tào đây thì không cần phải nói là hàng gì cả. Chỉ biết rằng nếu chuyến này chúng ta thắng thì không những chúng ta gỡ lại được chuyến bị mất vừa rồi, mà chúng ta còn có lãi to. Lãi gấp 3-4 lần hả anh? Ừ. Nhưng cụ thể là hàng gì? Hổ. Buôn hổ? Hổ hay cái gì cũng được, miễn là lấy lại được số vốn của em. Buôn hổ ấy, thì là cùng lắm khi bị bắt mình chỉ bị phạt hành chính thôi. Buôn hổ phải bỏ vốn lớn lắm. Ừ. Nhưng nếu bị bắt thì mất vốn còn nhiều hơn. Sao? Sao các người lại im lặng thế? Hả? Ai máu chơi thì cho biết nào. Mà các người lo cái gì? Tao đây là người chịu trách nhiệm cơ mà. Cụ thể nếu chơi thì sẽ như thế nào? Anh nói cho bọn em biết đi. Rất đơn giản. Chuyện lấy hàng, bán hàng như thế nào, mọi người không cần phải quan tâm. Việc đấy tôi lo. Công việc của các vị là gì? Là thu gom thêm tiền để tôi lấy hàng. Vì ta đã mất công đánh thì phải đánh cho ra trò. Các vị phải theo tôi điều hành công việc, bảo làm gì làm nấy, không tranh luận bàn cãi. Các vị phải vào vai những du khách theo tôi đi tham quan danh lam thắng cảnh. Các vị yên tâm, tuy tôi không nói cho các vị biết, nhưng trên đường đi dần dần các vị sẽ biết hết tất cả mọi chuyện. Và lúc đó các vị sẽ hiểu tại sao tôi không muốn nói cho các vị biết bây giờ nhé. Phải thế chứ. Anh chào em. Tân có nhà không em? Dạ, nhà em vừa chạy ra ngoài có việc ạ. Ai, bác mua quà cho cô Tí này. Bác mua quà cho con kìa. Bác mua quà cho con này. Bác mua quà này con, cháu xin, ngại quá. Lần nào bác đến cũng lại mua quà cho cháu. Ngại cái gì mà ngại. Nhà em sắp về rồi đấy, bác vào trong nhà đi ạ. Dạ. Dạ, trong ấm có nước sẵn rồi. Bác cứ tự nhiên hộ em nhé. Mấy hôm nay thay đổi thời tiết nên con bé nhà em nó lại ngây ngây sốt. Dạo này cũng hay ốm vặt thế à? Vâng, cháu nhà em cứ xảy ra là lại ốm ngay đấy ạ. Thế bé bị bệnh gì hả cô? Dạ, cũng không có bệnh gì đâu bác ạ. Nghe bác sĩ nói do sinh thiếu tháng, thiếu chất nên bị suy dinh dưỡng thôi ạ. Thằng cu nhà anh cũng hay ốm như vậy đấy. Mà này, cô chú phải quan tâm đến chế độ ăn uống của cháu đấy. Thì bọn em vẫn cố gắng đấy thôi. Có bao nhiêu là dồn hết cho cháu, có dám tiêu pha gì đâu. Mà bác tính, em thì vụng, có đâu được như chị bên ấy. Em nghe anh Tân nhà em nói, chị nhà vừa xinh đẹp lại giỏi kiếm tiền nữa. Cô ấy thì giỏi lắm, vào Nam ra Bắc như là đi chợ ấy. Chị giỏi thật đấy.
Có cho em cũng không đi được như vậy. Nhát như thỏ ấy. Nhà em về rồi kìa. À, bác Hòa này, dạo này anh Tân nhà em uống nhiều rượu lắm. Bác đi làm cùng, khuyên anh ấy giúp em uống ít thôi nhá. Em yên tâm, chú ấy đi với anh thì sẽ không có chuyện đấy đâu. Anh Hòa, anh đến lâu chưa? Anh cũng vừa mới tới. Chú bảo chuẩn bị đồ đạc, mình đi luôn. Dạ vâng. Anh, làm tí nhá. Thôi, anh sắp đi xe không uống được đâu. Mà chú dạo này uống ít rượu thôi nhá. Đây là lương tháng này của chú đấy. Nhưng đã đến tháng đâu anh? Cứ cầm lấy đi, chuyến này mình đi lâu, để nhà cho cô ấy. Vâng em xin. À, mà hôm nay có chạy hàng không anh? Mình cũng mệt mỏi quá, định nghỉ mấy ngày, nhưng công ty có việc đột xuất nên bắt buộc phải đi ngay. Mấy chuyến vừa rồi em thấy anh lái không được tập trung lắm. Hay là anh xin nghỉ mấy ngày đi. Nghỉ thế nào được. À, tôi thấy đợt này tay lái của chú cũng lên rồi đấy. Cố gắng chạy mấy chuyến nữa rồi lấy cái bằng, chạy cho nó yên tâm. Dạ vâng. Được lái thì còn gì bằng. Em chỉ ngại mình chưa có bằng lái. Mấy ông công an mà vớ được thì mình lại lính đủ, tội lại lấy cho anh. Các trạm kiểm soát ở đâu? Họ đón anh em mình ở những điểm nào? Chúng ta còn lạ gì? Những nơi ấy tôi sẽ không để chú lái đâu. Anh cứ yên tâm đi. Chuyến này nếu có mệt em lên lái thay cho. Chú đừng có mà chủ quan nhé. Không đơn giản như thế đâu. Đoạn nào có thể giao được thì anh mới giao cho chú. Hiểu không? Mà này, có dặn dò gì thì vào dặn dò đi. Mình ra lấy hàng rồi đi luôn đấy. Đêm qua em dặn dò hết rồi. Em ơi. Dạ. Chuẩn bị xong quần áo chưa? Em xong rồi, ra ngay đây. Quần áo em cho hết vào túi rồi đấy anh ạ. Đây là tiền lương tháng này. Đợt này anh đi chắc là lâu đấy. Nào, ra bưu bế nào. Mình đi thôi. Đây. Lần này anh đi chắc lâu, em ở nhà giữ sức khỏe nhé. Nào, ra mẹ bế nào. Thôi, hai mẹ con ở nhà nhé. Chào bác. Anh đi à? Đây. Anh đi đây. Vâng. Con đây, bye bye bố kìa, bye bye. Bye bye. Bây giờ tao về khách sạn xem tình hình thế nào nhé. Tao chán lắm.
Nào, xem phòng ốc chị em ăn ở thế nào nào. Ừ, được đấy. Ổn ra phết. Dạ. Phớt, đưa em Thơ sang phòng bên. Dạ. Để anh với Nguyệt ở đây vui vẻ một chút cho đỡ căng thẳng. Vâng, đi thôi. Dạ. Nào, cô em. Anh, hôm nay em mệt. Mà sao nhiều lúc anh buồn cười thế? Nói anh đừng giận. Sảm sỡ quá, các em nó coi thường. Thế thì suối quẩy rồi. Nào, anh có muốn làm như thế? Thấy bọn em căng thẳng quá, anh muốn làm cho nó khuây khỏa đi thôi. Cứ như thế thì mới là tình cảm à? Nói chuyện vui vẻ với nhau có phải vui hơn không? Mà anh còn phải giữ sức để còn băng rừng sang bên kia nữa đấy. Chưa chuyến nào làm ăn lớn như chuyến này. Thế mà mấy thằng cò chậm như rùa. Không chừng lỡ hết cả việc. Hay là xong chuyến này anh em mình chuyển sang làm ăn cách khác. Theo kiểu năng nhặt chặt bị. Đỡ phải lo ngay ngáy. Lúc nào cũng cứ thấp tha thấp thỏm. Tính trước thì địch nó được. Làm ăn kiểu này, nhanh tay, chộp giật, những khi nào còn có thể. Đến khi chúng nó chặn hết các cửa rồi, thì còn cái cứt gì nữa. Anh Tào này, em đi với anh mấy tháng nay rồi, mà anh không kể gì cho em về gia đình anh cả. Điều tra lý lịch để kết hôn à? Anh đùa vậy thôi. Em thì anh đã biết quá rõ, dù thế nào cũng phải biết về nhau. Anh em, bạn bè hay bồ bịch, đâu phải cứ là nên vợ nên chồng mới cần biết về nhau. Đại khái là thế này, gọi là trích ngang lý lịch, hay là sơ yếu lý lịch cũng được. Anh sinh ra ở quê, con một ông chủ tịch xã đã về hưu. Hai ông anh của anh là bộ đội, xuất ngũ vẫn còn nguyên vẹn. Hiện nay vợ và các con vẫn đang sống ở quê. Đó là gia đình. Còn bản thân từ nhỏ chỉ có đi học, rồi thành cán bộ một nhà máy danh tiếng của tỉnh. Một vợ bốn con ở quê. Nhưng đấy chưa phải là điều quan trọng, đúng không em? Đi thôi cha nội. Em bé cái mồm thôi. Anh chị vui vẻ gì mà im như thóc nhỉ? Kệ, chuyện người ta, quan tâm làm gì? Em làm sao đấy? Bây giờ hơi sức đâu mà đùa vui nữa. Kế hoạch thì cứ thay đổi xoành xoạch, chẳng biết thế nào mà lần. Anh cũng chẳng biết thế nào mà lần nữa. Này, thế chuyện gia đình em thế nào rồi? Chẳng thế nào cả. Ông chồng thì suốt ngày say khướt, con thì để ông bà ngoại nuôi. Ngay cả hôm nay là sinh nhật của em mà hắn cũng chẳng thèm gọi điện hỏi thăm lấy một câu. Gia đình quan trọng lắm chứ anh? Quan trọng ư? Quan trọng thì sao lại bỏ chồng con lên đây ở cùng phòng với tôi nhờ? Alo. Đại ca, em tìm được hàng thay thế rồi. À thế à? Hàng gì đấy? Đồ cổ anh ạ. Thôi cũng được. Em đi gọi thằng Phớt với con Thơ lên đây. Có chuyện gì thế anh? Cứ đi gọi lên đây, rồi sẽ biết. Vụ buôn bán hổ đã thất bại. Hết hàng, chúng ta không lấy được hàng. Vậy chúng ta lên đây để đi du lịch à? Đại ca, sao đại ca bảo yên tâm về mối hàng cơ mà? Mọi người bình tĩnh. Tôi đã tìm ra một hàng khác thay thế cho hổ. Lãi suất nhiều hơn lãi suất của hổ, mà lại nhẹ nhàng, dễ dàng vận chuyển hơn. Là hàng gì hả anh? Anh mau nói đi. Buôn đồ cổ. Hàng và khách tôi đã có cả rồi. Cái này vốn liếng, ngang với buôn hổ, mà lãi hơn nhiều.
Thôi được, buôn cái gì cũng được, miễn là kiếm được nhiều tiền. Nhưng mà kế hoạch cụ thể như thế nào hả anh? Tôi đã tính toán đâu vào đấy cả rồi. Chỉ cần mọi người hoàn toàn tin tưởng và nghe theo lời chỉ bảo của tôi nhé. Anh ấy kia rồi. Từ từ thôi, mày cứ theo tao đi. Dạ, à, em chào anh. Em chào anh ạ. Ngồi đi. Vâng. Sao? Thế nào? Đã chuẩn bị sơ đồ đường đi kỹ càng cho anh chưa? Anh yên tâm, mọi đường đi nước bước em đều lên kế hoạch cả rồi. Tốt lắm. Hai thằng có uống cái gì không? Ờ, thôi anh ạ. Dạ thôi ạ. Đây sẽ mốt quá. Phốt, vào đây, vào đây. Vào đây kia. Anh ạ. Anh ạ. Đi chơi được nhiều chưa? Dạ. Mấy hôm nay ngon thế nhỉ? Mà dành chú cua thì nhiều tiền lắm đấy. Mày điên à? Của đại ca đấy. Nói cho mày biết. Đưa túi đây. Mày biết đi. Ô, dạ, em đi trước đi ạ. Em chào anh ạ. Hàng đâu? Hàng đây đại ca. Các cô xem đi. Dạ. Yên tâm, hàng của em chỉ có từ chất lượng cao trở lên mà thôi. Thế còn đường vận chuyển thế nào? Coi như là xong theo ý của đại ca. Nhưng lúc này có hơi khó khăn. Sao lại khó? Vâng, thưa anh, con đường cũ hai hôm nay bên biên phòng có bố trí thêm hai trạm mới nữa. Đây là trạm biên phòng đặc biệt nên em phải tìm con đường khác luồn qua rừng nhưng an toàn hơn. Anh thấy có được không ạ? Liệu có an toàn không? Anh Dài yên tâm, 99% là an toàn đấy anh Dài ạ. Chú em không định chơi anh đấy chứ? Dạ em không dám ạ. Đại ca có được an toàn thì em mới có tiền thưởng cơ mà. Mà này, dạ, con đường ấy có khó khăn lắm không? Không, chỉ một đoạn thôi. Còn thì theo con đường mòn dân buôn bọn em thường đi ý mà. Thôi được rồi, bây giờ ta đi luôn được chưa? Bây giờ một anh đi với em, còn bọn anh đi xe ôm về qua Đồng Đăng. Đến hàng rơi thì em trả xe ở đấy. Xong chúng ta sẽ đi bộ vượt qua núi. À, ok. Mày với chú em này đi trước, anh túc tắc lên sau một tí. Phật, tạm ứng cho chú em này ít tiền. Cảm ơn đại ca, em đã cần tiền. Hai người về nhà nghỉ ngay sau khi bọn tôi đi nhé. Có đợi 1-2 ngày cũng đừng sốt ruột. Được, bọn tôi sẽ ở nhà nghỉ đợi anh về. Theo tôi có ý kiến. Lại ý kiến gì đây? Nói nhanh. Hay là chúng tôi cứ chuyển lên trên ấy chờ các anh, chứ ở đây xa quá không tiện. Điên à? Ở trong ấy công an, bộ đội biên phòng và hải quan đông như rươi. Các cô vào trong đấy để nộp mạng à? Cứ ở nhà nghỉ ngơi chờ bọn tôi nhé. Chị ơi, thôi thế cũng được, tất cả là do anh lo liệu, chăm sự nhờ anh. Em lại khách sáo rồi. Thôi tạm biệt cục cưng, anh đi nhé. Dạ. Đợi bọn anh đi lâu lâu chừng 10 phút rồi hãy tính tiền nhé. Vâng, thế cũng được. Đi. Chị à, chị có thấy lần này anh ta nói mạnh miệng không? Thật sự là em hơi lo chị ạ. Hay là cô lo cho thằng Phớt? Đâu có, lỡ chân thì trèo trống qua đò chứ tình nghĩa gì.
Mà hình như chị cũng giống em. Nói thế chị đừng giận nhá. Giận cái gì? Em nói đúng. Chị em mình đâu có ý định phụ bạc. Cái chính vẫn là kiếm tiền. Đấy là cái giá phải trả thôi em ạ. Thế chị tính sau vụ này chị định làm gì? Có tiếp tục nữa không? Còn em thì chắc là nghỉ thôi chị ạ. Sao? Em định nghỉ thật à? Phải cẩn thận. Chồng bọn họ vậy thôi nhưng trở mặt nhanh lắm. Em không nhớ cái vụ ở Yên Bái hồi nọ à? Chúng hú hí với nhau suốt mấy tháng trời. Đến khi vỡ chuyện, thằng đó thịt con bé luôn. Mà cũng tội nghiệp con bé. Ngoan ngoãn tử tế như thế. Mới có hai mấy tuổi đầu, chưa chồng con gì. Em phải cẩn thận đấy. Chị thương em thì đừng hở chuyện này ra nhé. Em đang định về quê, mở một cửa hàng buôn bán gì đó, thì bị vồ vụ thú hoang kia, mất toi cả vốn lẫn lãi. Mấy tháng trời buôn bán ngược xuôi. Chị nói thật, chị cũng có suy nghĩ như em. Nhưng mà bây giờ phải cẩn thận, đừng để sơ hở gì cho bọn hắn nghi ngờ. Đã một lần chót thì trăm lần chết cũng chẳng sao. Để khi nào nắm chắc số tiền của mình rồi hãy liệu. Nhớ là phải hết sức cẩn thận, hở ra là chết đấy. Vâng, em hiểu rồi. Thôi, ta về được chưa chị? Ừ, về được rồi đấy. Chị cũng muốn ngả lưng một tí, cả đêm qua có ngủ tí nào đâu. Em cũng thế, về chị nhé. Bà chủ ơi, tính tiền. Kìa, bé bé cái mồm thôi, người ta để ý không hay đâu. Khổ thế, em đoảng thế đấy chị ạ. Cậu cứ làm đúng rồi. Đại ca, đại ca. Chú Phớt này, lúc nãy vướng một đàn bà, không tiện nói cụ thể. Bây giờ Jim, nói kế hoạch cụ thể cho chú Phớt đi. Chuyện là thế này, các đại ca. Anh Phớt đang cầm cái túi là đứa giả đấy, chỉ là thay cao thôi. Có ai dám? Đại ca, Phớt bình tĩnh. Bình tĩnh, đừng nóng, đừng nóng. Để em nói đã. Chuyện là thế này, giữa ban ngày ban mặt thế này mà em mang hàng thật đến trao đổi với các đại ca, em sợ bị công an biên phòng bắt lắm. Giỏi lắm. Mà vả lại, ngày mai đại ca cứ yên tâm. Khi mà đại ca Tào ra lệnh cho em thì đúng ngày giờ em sẽ cho người mang hàng qua đường tiểu ngạch giao cho đại ca, tận tay đại ca. Mày nhớ đấy. Vâng. Và còn đây là chiếc áo em gửi đại ca. Dân thủ xịn đấy hả? Vâng. Tốt. Dạ, dạ. Cảm ơn. Em chào đại ca. Đi. Sao? Chị vẫn chưa đi ngủ à? Ừ, chị không ngủ được. Chị Nguyệt này. Ừ? Không hiểu sao em không ngủ được chị ạ. Em lo quá. Chị cũng thế. Tự nhiên thấy nghi ngờ quá em ạ. Chị nói đúng suy nghĩ của em rồi đấy. Ngay cả vụ mất hàng lần trước ở Sóc Sơn, em cũng đã thấy nghi rồi chị ạ. Nhưng vụ mất hàng ở Sóc Sơn có mặt cả cậu Phớt. Không lẽ họ cùng một ruột à? Cái này thì em cũng không biết được chị ạ. Nhưng như kế hoạch buôn đồ cổ lần này, chị em mình cũng có biết gì đâu. Họ bảo sao thì mình làm vậy thôi. Cầu trời cho vụ này chót lọt. Nếu không chị em mình chỉ có về đi ăn mày. Thế mới chết. Tại sao chị em mình lại ngu như thế? Để bị rơi vào tù mù như thế này. Trời ơi, sao bọn mình lại khổ như thế này? Thôi, đừng nghĩ ngợi nhiều nữa em ạ. Chị em mình đi ăn cái gì đi. Em chẳng còn tâm trí đâu mà ăn nữa. Thôi, chị đi ăn đi. Em đi ngủ đây. Tại sao lại như vậy? Sao tôi lại như thế này? Sao thế em?
Tại sao lại như thế này? Anh thương em mà. Không, em còn có gia đình, em còn chồng, còn con em nữa. Lên ga đón hàng rồi phải phụ thuộc vào giờ tàu chạy, làm sao mà chủ động thời gian được. Thì bí quá, em về quê đón dì lên. Bây giờ con cái dì đã ở riêng hết cả rồi, dì ở có mỗi một mình. Dì lên đây đỡ vất vả mà em không phải lo cho cô tí nữa. Anh thì anh ngại cảnh chen lấn ở bến tàu bến xe lắm. Em nghĩ cách khác đi. Bây giờ biết như thế nào anh? Lương của anh và em không chỉ đủ chi tiêu, trả tiền điện, tiền nước. Rồi khi trong nhà có công này, việc kia, lại phải chạy vạy vay chỗ này, đập chỗ khác. Mày đi lấy tiền về đây, cất kỹ đi. Ngày mai, ngựa lúc thuận lợi, báo cho chúng nó biết. Công an đã tóm gọn toàn bộ số hàng. Thế thì họ lăn đùng ra chết mất. Không đâu. Bước tiếp theo, tao sẽ lo đâu vào đấy, và rồi lại vẫn làm ăn bình thường. Mà này, cái vụ tao nói chuyện với mày ở nhà con Nguyệt, mày thấy thế nào? Em đã nói với đại ca rồi, nhất định việc đó em không làm. Mày không làm thì thôi, nhưng vụ hai con kia nhất định mày phải làm. Hàng tốt đấy. Thiếu hàng thưa đại ca. Tại sao lại thiếu hàng? Dạo này hàng nó khan, cho nên nó lên giá. Nếu anh muốn đủ cái số hàng thì thêm tiền. Được lắm. Ông chơi được đấy. Chơi được lắm. Đi. Lãi gấp 3-4 lần hả anh? Nhưng cụ thể là hàng gì? Hổ. Con hổ? Hổ hay cái gì cũng được, miễn là lấy lại được số vốn của em. Buôn hổ ấy thì là cùng lắm khi bị bắt, mình chỉ bị phạt hành chính thôi. Buôn hổ phải bỏ vốn lớn lắm. Nhưng nếu bị bắt thì mất vốn còn nhiều hơn. Hàng đâu? Hàng đây đại ca. Các cô xem đi. Dạ. Đại ca yên tâm, hàng của em chỉ có từ chất lượng cao trở lên mà. Thế còn đường vận chuyển thế nào? Sao, em định nghỉ thật à? Phải cẩn thận, chồng bọn họ vậy thôi nhưng trở mặt nhanh lắm. Em không nhớ cái vụ ở Yên Bái hồi nọ à? Chúng hú hí với nhau suốt mấy tháng trời, đến khi vỡ chuyện, thằng đó thịt con bé luôn. Mà cũng tội nghiệp con bé, ngoan ngoãn tử tế như thế, mới có hai mấy tuổi đầu, chưa chồng con gì. Em phải cẩn thận đấy. Em ơi. Dạ. Chuẩn bị xong quần áo chưa? Em xong rồi, ra ngay đây. Quần áo em cho hết vào túi rồi đấy anh ạ. Đây là tiền lương tháng này, đợt này anh đi chắc là lâu đấy. Nào, ra bu bế nào. Mình đi thôi. Đây đây đây. Lần này anh đi chắc lâu, em ở nhà giữ sức khỏe nhé. Nào, ra mẹ bế nào. Ui. Thôi, hai mẹ con ở nhà nhé. Dạ, anh đi cả. Đây. Anh đi đây. Vâng. Chuyện gia đình em thế nào rồi? Ông chồng thì suốt ngày say khướt, con thì để ông bà ngoại nuôi. Ngay cả hôm nay là sinh nhật của em mà hắn cũng chẳng thèm gọi điện hỏi thăm lên một câu. Chú Phớt này, lúc nãy vướng một đàn bà, không tiện nói cụ thể. Bây giờ gì nói kế hoạch cụ thể cho chú Phớt đi.